Hơn 2 năm qua, ngành du lịch bị đóng băng vì dịch COVID-19, cũng là lúc hàng ngàn người lao động trong lĩnh vực này phải thất nghiệp, tìm đến nhiều công việc khác để mưu sinh. Và cho đến nay, khi du lịch mở cửa, với nhiều người được trở lại với công việc thực sự là may mắn, vì họ vừa có thu nhập bảo đảm cuộc sống, vừa là cơ hội được làm nghề yêu thích. Sau hơn 2 năm du lịch đóng cửa, anh Thuận cũng như hàng nghìn lao động trong ngành không được làm công việc hướng dẫn tại điểm mà anh vốn gắn bó nhiều năm qua. Để mưu sinh, anh đã phải tìm nhiều công việc khác nhau. Đến nay, khi du lịch mở cửa trở lại, Hạ Long cũng tấp nập du khách, anh và các đồng nghiệp như vỡ òa hạnh phúc. Như là được quay trở lại với lại cái thời kỳ mà gọi là sung sức nhất ấy. Được qua 2 năm rất là mệt mỏi rồi. Anh em là rất là cảm thấy hứng khởi và lúc nào và chuẩn bị gọi là như là 200% công suất của mình để đón khách ấy. Anh em trên tàu là rất là vui mừng khi mà được trở lại làm việc bình thường, được chạy nhiều hơn, được chở những chuyến khách, nhiều chuyến khách ra khơi hơn. Không chỉ với những lao động chuyên nghiệp của ngành mà khi du lịch mở cửa trở lại cũng tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động thời vụ. Gần như 100% diễn viên của vở Tinh Hoa Bắc Bộ này là học sinh, sinh viên, người nông dân sống quanh khu di tích Chùa Thầy. Được biểu diễn trở lại phục vụ du khách, niềm vui được nhân lên với những người nông dân chân lấm tay bùn ở đây. Trở lại Tinh Hoa Bắc Bộ, cô rất là thoải mái phấn khởi để hàng tháng có thu nhập, lương. Hàng ngày thì để vui với khách, vui với tất cả bà con. Bên cạnh niềm vui được trở lại làm việc trong ngành thì vẫn có một lượng lớn lao động vì cuộc sống đã chuyển đổi sang nghề khác, dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhân lực du lịch. Vì thế, nhiều chính sách về thu nhập, chương trình đào tạo cũng đã được triển khai, giữ chân và thu hút lao động trở lại. Chúng tôi có những cái chính sách, thứ nhất là cải thiện về thu nhập cho người lao động. Thứ hai là chúng tôi có những chương trình đào tạo và đào tạo lại, cũng như là đưa ra các lộ trình phát triển cho các nhân sự của mình. Họ nắm được là trong tương lai du lịch sẽ phát triển như thế nào và họ có tương lai gì ở trong đó hay không. Thì từ những cái chương trình như vậy, những cái chia sẻ như vậy thì nhân sự sẽ đặt ra cái sự chủ động cho bản thân mình và họ tự tin hơn để mà ở lại với ngành. Kể từ khi Vịnh Hạ Long đón khách trở lại, anh Thuận luôn hăng say giới thiệu vẻ đẹp của vịnh cho du khách trong nước và quốc tế. Có lẽ niềm vui được sống lại với nghề của anh cũng dễ hiểu, bởi không hạnh phúc nào bằng khi được làm đúng công việc của mình yêu thích, nhất là khi phải tạm dừng tới 2 năm mới được quay trở lại làm nghề.